Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ uh, giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng cơ bản của cái site OpenShare Một trong những cái chợ NFT mua bán và trao đổi những cái thẻ NFT ở trên mạng Ethereum Mạng Matic lớn nhất trên thế giới hiện nay nha các bạn Ok, trang chủ của nó là OpenShare.io Các bạn có thể truy cập vào và cái giao diện của nó sẽ như thế này các bạn có thể truy cập vào phần profile để các bạn có thể đăng nhập bằng ví metamask ví coinbase wallet ví wallet connect và ví formatic và một số các loại ví khác nữa thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn là cái ví metamask nhé ví phổ biến nhất trên thế giới hiện nay đấy thì các bạn truy cập vào ví metamask này và ở đây khi các bạn đã đăng nhập vào ví ấy thì nó sẽ hiển thị cho các bạn tất cả những cái thẻ NFT mà các bạn đang có ở trên mạng của Ethereum, mạng uh, Polygon của Matic nhá. Đấy, hiện tại thì mình đã có một số thẻ NFT đây các bạn có thể thấy đây này. Đây là những cái thẻ NFT và những cái thẻ mà có cái giá trị này rồi ấy thì tức là các bạn có thể bán được luôn nhá. Đấy để có thể uh, có giá trị luôn rồi ấy, các bạn có thể bán được luôn. Còn những cái thẻ này thì À, chúng ta sẽ phải à, đặt một mức giá à, và khi có người mua thì chúng ta mới có thể bán được nha đấy đấy là những cái thẻ à, trên cái OpenSea đấy chúng ta sẽ cùng à, đi qua một số chức năng cơ bản này các bạn ấn vào phần marketplace ở đây thì nó sẽ thống kê cho các bạn tất cả những cái thẻ NFT đang được bán ở trên OpenSea có rất là nhiều NFT đẹp, có rất là nhiều NFT có rất là nhiều chức năng và có rất là nhiều thẻ NFT rất là có giá trị lên tới hàng trăm ETH nha các bạn. Đấy. À, ví dụ mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn như cái thẻ NFT có giá tận 3,6 này, 3,6 3,6 ETH này. 9 ETH này. quay. Một cái thẻ rất là bình thường như này Không hiểu cái thẻ này có cái gì đặc biệt mà Có mức giá đến tận 9 ETH lên tới 30.463 USD nha các bạn Đấy Thì nếu các bạn muốn mua ấy Thì các bạn sẽ phải xem cái trên của nó Ví dụ nếu nó là trên của ETH ấy Thì các bạn cần phải có ETH ở trên ví của các bạn Đủ cái số tiền tương đương và đủ với số tiền phí Sau đấy các bạn nhấn vào nút Buy Now này này thì các bạn sẽ có thể mua được cái thẻ NFT này luôn nhá. đấy. còn make offer, make offer có nghĩa là các bạn sẽ đưa ra một mức giá phù hợp hơn. ví dụ các bạn rất là cái thích cái thẻ này, tuy nhiên thì cái giá này nó đắt quá, thì các bạn có thể tạo cái nút make offer này với một mức giá rẻ hơn. và nếu người bán đồng ý bán với chúng ta, bán cho chúng ta với mức giá đấy thì cái lệnh giao dịch sẽ được thực hiện nhá. đấy. nói chung là ở trên cái chợ OpenSea này rất là nhiều cái thẻ NFT và rất là nhiều các chức năng khác nhau về nghệ thuật, về giải trí, về game, về uh, lịch sử, về uh, idol, thần tượng, về dòng lịch sử. Nói chung là nó có rất là nhiều cái thẻ NFT. Ở trên đây là cả một thế giới luôn nha các bạn. đấy thì các bạn có thể lên đây để các bạn có thể xem đấy và nếu như các bạn nhiều tiền thì các bạn có thể để vào tiền vào để chọn cho mình một thẻ NFT mà cảm thấy ưng ý để các bạn có thể mua đấy biết đâu rồi sau đấy các bạn bán lại các bạn được x đôi x ba thì ở đây nhé. ok đấy là cái phần buy uh, thẻ NFT ấy tức là cái phần phần đây là phần uh mua này chúng ta muốn mua thì các bạn lên đây xem thẻ để mua đấy hoặc là các bạn có thể sử dụng cái bộ lọc của nó này ví dụ các bạn muốn chọn thể loại là âm nhạc chẳng hạn đây thì nó sẽ à, lọc ra những thẻ NFT về âm nhạc cho các bạn xem đấy thẻ về thể thao chẳng hạn đấy thì nó sẽ lọc ra về thể thao thể thao ra ra con ngựa sport à, đấy đấy còn về um, ok về cái trên đấy thì hoặc là các bạn thể có chọn trên này nó sẽ hỗ trợ ba trên là ethereum polygon và clay clay mạng này khá là lạ nhỉ các bạn có thể xem ở cái mạng polygon của nó này đấy thấy chưa rất là nhiều nó sao mà bỏ cái này đi nhỉ oh, ok đã bỏ rồi <laughs> đấy ở trong này thì cũng có rất là nhiều những cái thẻ ok thì mình sẽ thử xem là có thể mua được luôn hay không nhé có thể là chúng ta sẽ phải chuyển trên chuyển trên sang mạng matic Không được các bạn ạ. Không được chuyển sang mạng Matic mà là phải sử dụng cái mạng chính thức của Ethereum ở trên này. Đấy. Ok, ví dụ các bạn mua một cái này đi. Thử xem nào. Bye. Đấy. Đấy thì ở đây thì nó sẽ yêu cầu này Deposit ETH into Polygon này Số lượng này Đấy Đấy Phí nó đắt quá các bạn ạ Đấy thì đấy là cái các cái bước nhá Thì các bạn deposit lên này uh, Chờ deposit này và unlock này Sau đấy là chấp thuận Để các bạn có thể thực hiện một cái thao tác Gọi là thao tác uh, bay Uh, buy uh, Ethereum uh, Tức là buy cái thẻ NFT này Ok Đấy là những cái phần Còn đây là phần start Tức là phần thống kê thì Nó sẽ thống kê những cái uh, Người bán những cái thẻ NFT Và những cái trend NFT Ở trên đây thì các bạn có thể xem Ở trên đây nhé Ok còn cái phần mà ví dụ các bạn muốn bán Một cái thẻ NFT Các bạn vào đây này Ví dụ các bạn muốn bán một cái thẻ NFT mạng à, mạng Polygon chẳng hạn đúng không? Thì bạn vào đây. Các bạn nhấn sale này. Đấy thì các bạn sẽ nhập cái số lượng ETH mà các bạn muốn bán. Ví dụ các bạn muốn bán với giá 0.001 đúng không? Nó sẽ yêu cầu là phải lớn hơn 2 đô. Đấy, ví dụ các bạn bán giá này các bạn nhấn complete listing. Thì nó sẽ được listing ở trên này. Đấy. Đấy. Và các bạn muốn bán cái thẻ Polygon ấy. Tức là cái thẻ Matic ấy thì các bạn phải chuyển sang cái mạng Matic. Đấy. Ở trên này nó lại yêu cầu chuyển sang mạng Matic ấy. Đấy. Các bạn nhớ đây. Please switch your wireless RPC to Polygon Network Đấy, thì các bạn phải chuyển sang cái mạng Matic Thì các bạn mới thực hiện được cái giao dịch ở trên đây nhé Đấy Nói chung là nó cũng không có gì là phức tạp cả Đơn giản thôi Đấy Thì các bạn có thể uh, lên cái uh, chợ NFT này để có thể thử nghiệm nhé Và các bạn có thể mua, bán hoặc là trao đổi những cái thẻ NFT của các bạn ở trên đây đây là một cái chợ NFT gần như là lớn nhất trên thế giới hiện nay nhé các bạn. Thế nên các bạn à, có thể à, lên và tham khảo ở trên đây. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ nhé. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ trả đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.